Hello 500 em, chúng ta đã đến một chương trình mới cực kỳ hấp dẫn của Hitachi. Mình là Minh Lộc, nhân viên Store Mộc. Hôm nay mình giới thiệu đến với mọi người một con bắt vít thạch cao chuyên dùng để bắt vít thạch cao cho mọi người, chuyên dùng để bắt vít thạch cao. Với cái mã của con này là W6VA4 nha mọi người. Thì đây là body của nó. Mọi người chìm ngưỡng nha. Body chuyên dùng để bắt vít thạch cao nha. Vì lý do vì sao để dùng tụi con này chích thạch cao, đó chính nhất là nó có đường mũi để giới hạn. Đó, nó có cái mũi giới hạn này. Chút nữa Minh Lộc sẽ chỉ cách cho mọi người sử dụng ha. Không phải không nhất thiết là dùng để bắt thạch cao, nhưng các xưởng cái đồ mình có thể dùng con này để bắt vít rất là ok, vì nó có mũi giới hạn này giúp mình giới hạn được cái đầu vít của mình rất là tốt ha. Về con này với công suất là 620W, tốc độ phân tải là 3.000 dòng trong 1 phút, tốc độ rất là nhanh để mấy anh em thực hiện bắt thạch cao đó, rất là dễ chịu. Cái thứ hai về ngoại hình của nó, thiết kế rất là đẹp với những cái đường cong của cao su nha. Này cao su tốt nha mọi người, cầm rất là chắc chắn, độ bám dính rất là cao ha. Con này có chức năng đảo chiều nha mọi người, đảo chiều à, đảo chiều nha à. Rồi công tắc chết à. Có một phần nhựa ở phía đầu để cho mọi người cầm đó, có mọi người cách điện hoàn toàn, là cái này là cách điện kép rồi nên mọi người không có lo về ảnh hưởng điện. Có phần nhựa nữa để gia cố thêm phe tập ha mọi người ha. Thứ hai là mọi người rất là dễ mang mát trên cao, đó chính là phần này à, phần này nha, phần này nó thiết kế rất là hay, điểm nhỏ nhỏ nhưng mà thiết kế rất là hay. Đây mình lập CV giữ cho mọi người coi đó, quá đẻ luôn mọi người, thấy không, quá dễ chịu luôn, dắt một cái kèo lên trên cao ha, lấy ra rút ra xài ha. Và sau đây Minh Lộc sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng con này như thế nào, cơ chế rất là hay và chương trình khuyến mãi con này cực kỳ hấp dẫn luôn. Lúc nữa chút nữa Minh Lộc sẽ báo cái chương trình đó cho mọi người xem. Mình đi test máy nha. Về cơ chế của bắt vít con này nó rất là hay, có nghĩa là khi mọi người nhấn đầu vít vô thì bắt đầu mới chạy. Như Minh Lộc đây, Minh Lộc sẽ bấm máy cho mọi người. Mọi người nghe tiếng máy nhưng mà đầu vít không chạy ha, nghe tiếng máy ha nhưng mà vít không chạy ha. Đây sao nó chạy, đây là lý do nó chạy. Mọi người đè vô thì đầu vít nó mới chạy. Đây đó, Minh Lộc sẽ lấy nè, lấy con vít, một con vít làm như mọi người coi nè ha, không chạy nha mọi người, tiếng máy không chạy ha, rất là hay luôn. Rồi Minh Lộc chỉ cần đè nó vô thôi là nó chạy đó, quá đã luôn mọi người à, rất là nhanh nha, tốc độ rất là nhanh, 3.000 dòng trong phút, tốc độ rất là nhanh. Và điểm thứ hai nó là có mũi giới hạn à, mọi người có mũi giới hạn đây, tại vì cao sao mình có mũi giới hạn, vì mũi giới hạn này mấy cái anh bắt thạch cao bắt hay lố nó sẽ bị tét cái thạch cao của mình, hoặc là bắt gỗ thì nó sẽ để lại sâu con vít trong bên trong, mình sẽ bị tét đó. Mọi người bắt sẽ có một cái giới hạn này đó, mình lọc dặn ra thấy không đó, thì mình nhấn vô nó là bằng một vít luôn, khi mình nhấn vô là bằng một vít luôn nè, khi mình nhấn vô như là máy nó gần như nó không chạy nữa, thấy không đó, bằng một vít là nó không chạy nữa đó, gì đó không chạy nữa, rất là hay. Và cách thay đầu của vít rất là sao, rất là đơn giản. Khi mà cái này mòn mọi người lo lắng là thay đầu vít đúng không, đây mình lọc chỉ cho mọi người cách thay đầu vít luôn, rất đơn giản, mọi người chỉ cần vặn này đó hết. Bằng cái cây này đó nè, trong đó cơ chế rất là dễ chịu. Đây mọi người cho mình rút cái con này ra và thay một con vít tương tự ngắn như thế này hoặc là dài hơn theo sở thích của mọi người và cái yêu cầu công việc của mọi người và thay vào thôi, rất đơn giản. Đuôi lục giác đuôi ngắn mọi người thay chọn một con vít đi chen như nào cũng tất cả các hãng đều bỏ vào được, mọi người chỉ bỏ vào này giảm đề xong ha. Rồi mọi người đeo cái này phần này vô lại, khi mọi người không muốn mình bắt có giới hạn thì mọi người cũng rất là đơn giản, thì mọi người bỏ cái này rồi, mọi người chỉ cần tháo cái cây này ra thôi, tháo đầu này ra đó là mọi người thể bắt vít gỗ hay bắt gì đó, mà thì dựa theo cơ chế là đẩy vào thì mình mới bắn được à, đẩy vào mình mới bắn được đó, còn mình không đẩy vào thôi, mình không đẩy vào chưa ngập nè, máy không đẩy vào thì máy nó không hoạt động à, hay không, nhưng mình sợ mình bắt ốc bị lố bị bể, mình chỉ cần ấn vào à. Đó, rồi
dừng. Dù máy mình chỉ cần thả máy đề là không hoạt động nữa, dù mình có bóp công tắc hay xong như thế nào đó, vì chương trình như thế nào, khuyến mãi như thế nào, rất là hấp dẫn luôn, rất là hấp dẫn luôn. Nghe các người muốn mua cái máy này liền, cái giá hiện tại Soi Bọc đang bán là 3.413.000 đồng, 3.413.000 đồng nha mọi người. Giá hiện tại nè, giá niêm yết luôn nè, giá niêm yết luôn 3.413.000 đồng. Và Soi là một có hai con khuyến mãi xét cho mọi người luôn, khuyến mãi 1.000.000, chỉ giá con này chỉ còn 2.550.000 mà thôi, 2.550.000 cho thương hiệu Hitachi nổi tiếng về độ bền, nổi tiếng về độ bền, hàng của Nhật ha, hàng của Nhật nổi tiếng về độ bền nha mọi người, chuyên dùng bắt thạch cao, chuyên dùng để bắt bích, có đầu giới hạn, rất ok. Con này giá trị là 2.550.000, chỉ có hai con thôi, chỉ có hai phiên bản này, chỉ có hai con duy nhất thôi, từ 3.400.000 còn 2.550.000, còn không gì nữa mà tới Soi Đầu Mộc sẽ sở hữu em đó. Tới địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, 11. Tôi là Minh Lộc, xin chào và hẹn gặp lại.